đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo tuốt trên cao, ánh sao chừng muôn ngọn nến. Lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Theo anh đi về tình quê hương mặn nồng, đồng xanh như gái chưa con, lúa nhưng xôn xao chào đón, bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa từng bước chân trên đường xa thăm thăm nhịp cầu tre xinh xắn kia rồi. Lòng dân cao niềm xúc đông bồi hồi. Qua lũy tre con đường làng mở rộng, che bóng mát mùi rạ thơm nồng như mùi vị quê hương. Bầy sáo hiền lành nhảy múa tung tăng, ca hát xôn xao như chào như đón. Rồi đom đóm lượn ở đầu thôn, trên trời cao giảng vì sao thắp lên. Mảnh trăng quê sáng soi mùa qua chúc, cho anh rước tình về với quê hương. Trăng thành, ôi gió mát trăng thành, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mát hoa thơm, ôi nước mát hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Buồn cầu thơm ngát hương hoa, ơi em theo anh về nhà.
bài ca điệu hát sâu dịu ru dịu giặc giấc mơ tình. Xin nhận quê hương người tình làm chốn quê em. Nè, anh sẽ đưa em theo dòng sông nhỏ, rồi chúng mình qua mấy mảnh vườn ngồi ở cầu ao, rồi kể em nghe chuyện thuở âu thơ, hình ảnh quê hương những ngày anh mới lớn, để hai đứa ta có cùng chung dĩ vãng gắn chặt tình thương vào mảnh đất hiền lành. Mình tay lại nắm tay, ta dắt dìu nhau trên con đường nhỏ. Em có thấy không, kìa tận đàng xa đó, mái tranh vàng nằm dưới đám cao xanh. Không biết mẹ ngủ say rồi hay còn thao thức nắm canh, để chờ đợi thằng con bay lâu xa xứ. Anh sẽ nép mình sau vách lá mà gọi mẹ. Mẹ ơi, con của mẹ nay đã về rồi. Anh sẽ chờ nghe từng bước chân quen thuộc và giọng nói nghẹn ngào mà tràn ngập niềm vui. Em sẽ cúi đầu xin mẹ hiền chấp nhận cho làm dâu của người và làm con của quê. Lời thề hôm đó bên gành đá chưa nhòa, kỷ niệm không quên tên anh và em nằm trong đáy tim, nghe viết thành lời chỉ hai người tôi yêu đến muôn đời. Người xưa yêu nhau chỉ nước biết non cao mà ghi câu sông Minh Hải thề. Ngày nay mình viết tên nhau lên vách đá để đến trăm năm còn nguyên vẹn đó như tình đã trao chẳng phai màu. Vết đá ngàn năm in đậm nét chung tình, tên của chúng mình còn in trên vết đá thì tình của chúng mình còn in đậm trong tim. Vết đá bền gan tâm sương gội gió, tên hai đứa mình còn đó bên nhau, tình của chúng mình rồi đẹp đến ngàn sao, như sóng bạc đầu ngàn đời không xa biển. Sóng bạc đầu không rời xa mặt nước,
như gió trùng dương luôn vỗ về vách đá như hoa hương dương dõi bóng mặt trời. Lòng ta gửi về nhau cho đến con đời, nếu không ghi tình mình lên vách đá cũng từ lâu rồi ghi đậm ở lòng nhau. Bãi biển chiều nào chỉ hai đứa đang tay từng bước song song in dài trên bãi cát. Anh đã chỉ dấu chân xa tấp mà bảo tình mình rồi thăm thắm với thời gian. Năm tháng chứng kiến chuyện đã vàng, hôm nay về thăm nàng đôi vai nặng mang hành trang, để nhìn người sang ngang xe em kết hoa màu trắng, lại nhung nhớ bên gành đá năm xưa. Chỉ còn tên anh cô đơn nằm đây nhìn trăng với mây dì vang lần về. Xót thương tìm đi đợt sóng bạc đầu vẫn còn đuổi nhau chạy vào bãi văn, nét chữ ngày xưa chưa phai cùng năm tháng, vách đá còn kiên gan sừng sừng đó mặc cho gió tạt với mưa dầm. Sóng gió cùng năm tháng chứng kiến chuyện đá vàng, nhưng một buổi chiều về muốn dỗi ghé thăm nàng dây còn nắng hành trang. Nhưng người ta đã vội bước sang ngang trên chiếc xe kết hoa màu trắng. Em để tang cho mối tình đã chết bằng màu trắng hoa tang trong ngày bước theo chồng. Mình còn đó chưa phai, em đã quên rồi lời hẹn ước ngày xưa như thủy triều xóa bước chân trên bãi cát. Em đã chờ đã đợi biết bao lâu, anh ở đâu sao về quá muộn. Em không là vách đá ngàn năm nghe gió lòng dõi mắt nhìn xa chờ đợi cánh chim trời. Cánh chim xa bay về cùng vách đá, những gió mưa nào đã bôi xóa dấu chân xưa. Anh có trở lại chốn xưa tìm dấu cũ xin cho buồn nếu mưa nắng đã phôi pha. Thank you.
yêu em khi nào em hát sai, em núng miệng cười nói sai là tại anh. Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát thì ai thay thế nắng phím cùng đàn, từng nhịp nhạt khoan ai sẽ hiểu theo tiếng em, và lời hờn yêu em nay còn như ngày trước. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cùng lỡ dây chung mấy ai đàn đừng sai, cùng lỡ dây chung mấy ai đàn đừng ai nắm phím soi dây mỗi lần em hát, ai gieo tiếng tơ dịu dắt đưa hồn em đến tận bến mơ buồn. Y nhạc chơi chơi ở điệu nhạc gửi hồn em theo tiếng hát, anh gửi tình mình khi nắng phím so dây. Để mỗi lần em vui hát sai, anh lặng nhìn em như hờn yêu trách móc, em cùng mỉm cười âu yếm bảo anh sao vẫn hờn em. Em hát sai là tại vì anh sai để
cho anh hờn giận, ai mỉm cười cho lòng sáng muôn sao, ai nói với anh những lời nói ngọt ngào, ai buồn tủi cho anh vuốt ve an ủi, ai dẫn hồn anh vào thiên đường mộng ảo cho hương sẽ vì em run máu ngón tay, mình anh nâng phím xó dây nghe cung nhạc lành na thương hoài ngàn. Từ ngày ta dân lĩnh bãi tương tục, tâm nhập vào mỗi đĩa trung hoa, bí mật tìm cách lấy cho được bức đĩa đầu quân sự. Hồi sau ta mới tiến binh lấy cả miền Bắc Trung Hoa, ôi cơ tiêu thay nở nước chưa đàn xong mà ta lại dương lấy nở tình, vì duyên trời đã định nên ta cùng đại gia Diệp Hoàng Minh đã nặng lời hẹn ngập thề rằng cầu sanh được một đóa thơ đào, ôi tư mạng chưa thành phân tình phân nước ta biết tự sao cho còn vẹn. Ôi nín đi con, nín đi con, ôi nín nín đi con, nín đi con ơi. Lòng của mẹ ngóng ngang tâm mà chiều, nhìn về quê hương cũ chín chiều buồn đau, nhìn về quê hương cũ tâm hối ngọn ngang, ta có mang tình yêu nặng quằn, mình làm sao cho nghĩa chấm mau thành công, còn mà non sông chưa đàn đáp lại tận mối yêu thương. Ô kìa, mình hôm nay mình lại về sớm vậy? Vừa rồi có cuộc hội nghị đại diện của đại tướng nên anh cùng ta về sớm để cho em phải mỏi lòng trông đợi. À, thì ra hôm nay là ngày hội nghị, thế mà em lại lãng quên mất đi chứ. Vì lẽ ấy cho nên hôm nay anh lấy làm vui vẻ lắm nè. Có lẽ quân ta lại thắng thì phải. Vừa rồi có phúc trình gửi về báo cáo rằng quân Trung Hoa mới thành toàn thắng, hiện giờ đã đánh lui quân phù tan ra khỏi biên giới. Quân ta lại thắng nữa. Bao phen quân Nhật dễ tin, mong làm ba chủ anh hùng, nhân dân Trung Hoa nhất tâm thể nguyện liều thân, vì vậy ba quân quyết chân liều thân, thân nào ơn nước nhà nước phải trước giết người anh hùng ta bái ngoài con nhà lời công trùng. Rất mừng mấy quân ta toàn thắng, thì chắc chắn bọn nó kiếp vai cái, từ này quân Nhật chẳng còn bén mảng đến đây, vì chúng nó đã đại bại chúa cây. Chào đại bác. Gì? Bẩm ngài, có quân lệnh của đại tướng gửi cho ngài. À, quân Nhật là tấn công mặt trận phía Bắc nữa à? Tin gì dữ dội thế mình? Thần linh quân Nhật là phản công đánh mạnh vào vĩ tuyến phía Bắc rất dữ dội, nên anh mới vừa được quân lệnh của ta mưu tướng phải lập tức ra mặt trận để điều khiển ba quân. Thế mình phải đi liền bây giờ à? Vì mình ở nhà răng sông nôn cho con của chúng ta nha. Vậy ra đi chúc chàng thành công, mặt em về nhà tử tâm mình cố lo toàn những dữ con chân chia tay
làm tay tới tiếng nở nước cộng hơn nhà pháp con thơ em sáng sông non. Ôi ôi nở nước tình nhà chứ tử sao cho vẹn vẻ, nếu tôi không về thì đắc tội với thiên hoàng, còn về thì ai nỡ dứt bỏ con thơ cho đành đoan. Ô kìa Trung Quý, ngày qua đây ắt có điều chi quan trọng. Chào cô, đây là một bức thơ của đại tướng gửi cho cô. À, đây là quân lệnh của đại tướng đòi tôi về gấp mà. Vậy cô không còn chậm trễ được nữa. Và cô có nhớ ngày cô ra đi cô hứa hẹn trước mặt đại tướng là thế nào không? Dân tôi phải về, về để đem lại những chiến công oanh liệt về cho quê hương đất nước. Tôi sẽ về, về liền bấy giờ mới được. Ôi, nín 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 đi con, nín đi con. Trời ơi, giọt máu vô tội này nó phải mất mẹ nó từ đây. Đến lớn con nó biết tìm mẹ nó ở đâu nè, trời ơi trời. Ngàn người đang đợi tin con, cầm tiếp đừng chảy buồn nào tâm con quên tình nhân kia lìa con máu quay về. Nhìn con vô cùng đau, tình duyên rồi phải tiêu tan thì ta lìa bỏ sao đành. Dứt đi tan nát tim lòng, kìa là máu thâm của chiến binh đang rơi đổ ở trên bãi xa trường. Mà tại sao cô chỉ có gia đình giang dư chứ con thơ say dư chỉ ái tình nợ lặng quên nhiệm vụ mình không có giữ còn lời hứa hẹn lại đành nhẹ nước nặng tình nhà giữa lúc sang hà đang trong cái cơn chừng chiến. Cô nở yên vui với hạnh phúc chồng con mà không có toàn trách nhiệm đôi chơi nước non nhà. Phương chi ngày ra đi cô có đưa dắt rằng chỉ xem ngon không là sống, không có dám nghĩ đến hạnh phúc của ái tình. Và ngày về của cô sẽ là một ngày rực rỡ vinh quang, đem sự thắng lợi hoàn toàn về để mà hiến dâng cho dân quốc Hồ Tăng. Mà bước đường đi của cô đến đây sẽ được mãi phần, cô đã vượt qua biết bao nhiêu là nỗ lực khó khăn trên con đường trong gai bụi gió. Vậy cô nên gắng sức can đảm lên đi nốt trên con đường nghĩa vụ, cô nên hy sinh một mối tình con trẻ để mà thi hành đúng theo lời hứa hẹn của quốc gia. Cô có biết bao người đang mong một ngày sáng lạng hoàng và mấy mươi triệu dân tộc Hồ Tăng đang chồng đợi chờ cô mà hoài thoát để trở lại chốn quê nhà. Nào đành tâm liền con thơ đau sầu vui xuôi lại cuộc làm nào bây nợ nước con mẹ phải xa con. Ôi ôi xanh đi bao cỡ người thầu nợ tình mình thầu nên ơi tình đang thương mới non sông trong chạy ở nơi ta. Mình xin ngày ôi giàu sau đi nữa tôi cũng là trang giả của đàn bà. Thank you.
thành đấy cho nước nhà kém chút thân dân. Nhà nội con chưa chắc, con sẽ chắc bỏ nỗi niềm riêng mà trở lại nơi tu quốc đấy bảo thủ cho quê hương còn được. Tại của cô nếu muốn tình chắc nơi sự thành tâm, xin đại tướng hãy cho đại
quy cùng đi. Như thế lưỡng tiện tiết kiệm, ta chắc sẽ thông thành. Về đại du hạ điện cuối cùng cô luôn. Xin chân. Chị à, chúng ta mới làm bạn với nhau chưa hơn một tuần mà em nhận thấy lòng em đối với chị có một mối cảm tình nồng hậu. Ước mong sau chúng ta được kề cận nhau mãi mãi, để em được nghe những lời giáo hóa của một người chị đáng yêu. Nếu không có một tở lực gì bất chắc xảy ra thì em và chị có thể gần nhau mãi mãi chứ. À, chị là người quê hương tại đâu? Chị người sanh trưởng tại Đông Kinh, hồi năm chị được 22 tuổi. Sau một cơn đau khổ vì gia đình, chị bèn xung vào Ban Hồng Thập Tự trong quân đội Thiên Hoàng. Thì ra đời chị đã trải qua lắm lần khổ sở. Dân, sau một cơn đau khổ dưới trường đời, hiện giờ chị chỉ nghĩ đến quê hương và yêu đất nước, để lãng quên nỗi đau khi trước lòng chị đã nguội lạnh từ lâu. Còn nghĩ chị đến việc lạc cuộc đời, nay đã trên 30 thu chồng chất trên đầu, năm mà lần tài qua của bảy dung. Đời chỉ trải qua bao cơn khổ sở, nay trở về tận tụy với quê hương. Em mới nghe chị thân hương những ngậm ngùi, cho số qua đầu lập tăng tan. Thôi nhắc chị đến chuyện lâu làm, để cho mỗi lòng chị càng thêm tốt phân. Ô kìa, sâu hồng nhập, đây là một vật quý giá vô cùng, tại sao em lại có được chứ? Sâu hồng nhập này là một vật gia bảo của cha em, lúc mới gặp mẹ em người tặng cho mẹ em làm kỷ niệm. Mà tại sao lại dùng tay em? Sao về tay em? Chị ơi, lúc mẹ em sinh em được 17 tháng, giữa lúc cảnh gia đình đang đầm ấm, không hiểu gì sao mẹ em bỏ cha em mà ra đi lúc em còn bé. Và trên tay mẹ em đeo sâu hồn ngốc này giàu cố cho em. Thâm thoát bên nay đã 15 năm qua rồi. Mẹ em ra đi. Chị ơi, nếu nhắc đến nó thêm mà lòng đau khổ sống. Dường bao bài văn chị đây thường đi, dành mà chán lại khổ sầu gì mẹ hay bởi con nào. Mẹ em đành dứt tình. Chị ơi, không hiểu gì sao mà mẹ em nỡ bỏ ra đi. Một nơi vô định mịt mờ rồi thay để cho em mong đợi tin giờ. Nay đã 15 năm qua, càng nhắc càng luôn xót xa ao nào. Bởi cớ nào gây ra, giấc mơ đi lúc em còn nhỏ dài, để cha em muôn ngàn sầu đau. Đã 17 tuổi đầu mà chưa biết tìm mẹ nơi đâu. Đến nay bao lần thu qua thu lại, mẹ em vẫn vắng mặt tận phương trời. Lại thắm càng dần còn mỗi chờ mong. Chị ơi, chị có biết cái nỗi khổ tâm của em mới 17 tuổi đầu mà lại thiếu mất tình yêu của mẹ, thật đau đớn thay. Chị ơi, khổ sầu em có khăn còn cha, nhưng em phải đành đắng cay mất mẹ đâu lại đâm hận. Go.
thành là mẫu tử đoạn. Mẹ
vì tổ quốc non tâm. Mà bên lòng mẹ còn nắng nhớ mẹ con, dẹp ba con mẹ nếu ta tha con ta tớ về thì coi lửa vẫn mất màu đất tội với luật gây thêm mầm đau bưng. Thời ơi mẫu tử chi tình gặp nhau mà chẳng có đặng nhìn con ta nước tan nát hình hài thì đâu gây nên tận tâm ta. Thời ơi tình mà mẹ con sao còn nhưng mà nước ác ta mà mang tội tình. Ngày hôm nay sống trong vô cùng đau, liệu sao nữa nó ta đành không? Ôi con ơi khổ thân với kiếp qua đau kìa là non sông, mình mà lo lắm ta đành nghĩa gắn để đó tôi tan nắng quặng. Ai đó? Cướp vào. Bẩm cô nương, tí liệu tên nữ gián điệp Trung Hoa đã thu thập tất cả tài liệu vận mạng nước nhà đều hoàn toàn ở trong tay hắn, và một chiếc phi cơ đã mở máy trực sẵn tại góc rừng hẻo lánh, đúng 6 giờ chiều này rước tí liệu về nước. Đúng 6 giờ này tí liệu sẽ nắm vận mạng toàn thể nước ta mà về Trung Quốc rồi. Dần, bẩm cô nương đã 5 giờ rồi. Đã 5 giờ rồi. Đại quý. Dạ. Ngài lập tức chọn hai tiểu đội chuyển kiếm bao vây khu rừng, bắt cho được phế liệu mau lên. Hỡi quân sĩ Bù Tang. Dạ. Hãy theo lệnh ta đi răng bắt tên gián điệp nước Tàu, đừng cho nó thoát khỏi biên giới của mình. Ác là quân ta nước bại nhà tan, dân chúng nằm than tại sông ai sao cho yên được là vì quân sự. Nó đã gồm thầu ta đi phải lò hầu. Thôi chúng ta tiếp đi nha. Dạ. Đại quý, ngài hãy truyền lệnh cho quân sĩ hay, không ai được bắn trước khi tôi ra lệnh. Nếu ai không tuân thì tôi sẽ từng phạt theo quân lực nha. Dừng. Nhưng xin cô nương nhớ giật cho được chiếc cặp da trên tay của phí liễu đang cầm nha. Ngài cho quân mai phục ba mặt và nhớ chờ lệnh tôi. Đưa tay lên. Em mau lên phi cơ thoát thân, mau lên em, mau lên. Dặn cô nương ra. Cô nương, à, tôi. Trung quý, ngài đốc thúc ba quân đều chết để đến lương hai tiểu đội giật. Dạ. Chị đã giật mạng em trong lưỡi hai của tử thần. Chị vì lẽ gì chị lại cứu em? Chị không giết em mà trái lại chị còn đem sinh mạng của chị mà chị giúp cho em chứ. Ôi chính tôi là người đã có một lần sanh ra con, nên nay tôi phải đem sinh mạng tôi để cứu cứu cho tròn tình mẫu tử. Trời ơi, chị nói gì mà em không hiểu. Đây sông Hồng Ngọc này trên tay tôi đeo vào cổ cho cô trong lúc cô mới được 17 tháng. Bà đây chính là mẹ của con. Trời ơi mẹ, cô mẹ đây trời con. Ơi, mẹ. Con xin lỗi mẹ ơi, trời đã lại tình nhân tâm sắc éo lè. Con lòng mà ngón ngang nhìn là máu thân lòng nàng chứa gian. Con hồi nay đã mẹ con được
thời tận sao đoạn máu tới ngày hẹn bất cứ hiếu gì con mới đập mẹ hôm nay cũng rất thỏa mãn đã dẹp phận mình còn nghĩa mẹ con đâu ngờ đây giống thật mẹ hiền nay thận tội mẹ phải thọ nguyên chết thương nặng quằn con mẹ liền mẹ vui đập con chơi đau thương chị không biết chị minh được cả đất chị ngồi trước đỡ mẹ lên chiếc cơ và lập tức cho chiếc cơ tính được. Tại đâu đây con? Dạ bệnh viện tại kinh thành Thượng Hải. Và con đã đến viện ra mặt trận mời cha đi sách về đây. À thì ra con đã đem mẹ về đến lãnh thổ Trung Hoa rồi. Dân con đem mẹ về đây mà làm gì? Mẹ còn mặt mũi nào nhìn thấy mặt cha con nữa? Sao con không đẩy mẹ dùi năm xương tàn trên đất tổ quê xưa cho tròn nhiệm vụ với thiên hoàng? Mẹ ơi, mẹ cũng vì nấu xong nghĩa vụ, con cũng vì trọng trách nước nhà. Ôi khói lửa chiến tranh, cũng vì khói lửa chiến tranh mà vợ xa chồng, mẹ lìa con. Mẹ ơi, mẹ hãy sang sông với con để con được thần mẹ. Chưa mẹ chết, mẹ nỡ bỏ con từng nhắn chứ bơ vơ côi cục. Con yêu quý của mẹ ơi, mẹ muốn sống lắm, muốn sống để gần một đứa con đang yêu của mẹ. Nhưng con uy tử thần đã chật sẵn trước mặt mẹ rồi. Con nhớ thưa lại với cha con, xin tha tội cho mẹ. Mẹ ơi đừng mà chết cha phải nhớ nhau đời con lắm chẳng đau đâu. Khi xưa mẹ ra đi con thơ tâm bơ vơ đau binh nơi thiên cương mà máu tử ta phải đành tâm chiến kìa. Con chớ đi tan mẹ cũng mát giả tan lòng đất nước chúng ta đường ta làng cô đơn non sông nước có đoàn thừa với nước đoàn thừa tâm hận nguồn cầu khổ đau té thầu khóc người sắp lìa đần ôi cảnh tình ly kỳ. Con có gì chấm tích của con, mẹ có gì chủng tập nước non lên liều chết tận nó biên là tùy. Giữa tình mẫu tử của mẹ con ta hai quan niệm chẳng có đồng nhau nồi chân gian thân. Con cũng vượt khắp nước quê hương, mẹ cũng nguyện bảo tử mình cho nghĩa là hai con mẹ đã mất tôi hoàng quái sầu mặt thịt sắp lìa khỏi linh hồn. Nhưng mẹ rất trẻ mà dẫn con làm tròn nhiệm vụ nở nước lạnh sông và mẹ cũng rất thương thương đã có một thương con yêu quý do còn máu thi mẹ ung lúc bảo hành lấy cỡ lên một nhân vật tôi cầu giữa mẹ con ta thì trách nhiệm nặng mày tới năm giàu tâm cảnh tình là tâm thắm đau. Con ơi mẹ rất vui lòng trước giờ mẹ từ giã khỏi đời may mắn thay nay được tao cùng mẹ con hay lâu chắc biết mẹ thì non sông
đang nặng lòng. Cha con lạnh cám chiều đầy mấy năm xót đau thương. Đến nay đã đau lời thần gió giặc đánh biển ơi. Mẹ ơi, toàn tình cũng bởi đâm tình qua tay lửa. Mẹ phải vì nghĩa vụ tối cao. Cầu xin mẹ thương con ở lại tầng gian con ở ngay dài. Vết đạn quá nặng ăn mẹ phải lìa con thơ. Mẹ rất ân hận dương thành con bao giờ. Xin nay tha tội bác tình nhớ thưa lại cho cha con cùng. Mẹ yêu quý của con ơi xa nhau mười năm năm trường. Mẹ vì anh sự quốc gia nên mình để cha con phải đau khổ. Ngày nay lòng khói lửa chiến tranh mà mẹ con đau khổ. Nhưng tao khổ chứa hóa lòng cho mẹ đành bỏ sẽ thơ đến tận gian. Cuối vàng mẹ yên giấc sau ăn. Năm năm những sự đau đớn đàn nhập với tâm can. Cha con từng âm thầm đổ lệ giữa cảnh thu. Tôi thử theo qua lè về chiến cuộc đầu. Của hai nước giàu tình từng bừng con mối đồng mẹ hiện nay đã nắng tan. Nhưng con cái hoàng lực tiên quốc tàu. Ôi xác thịt của mẹ sắp mà lìa khỏi hồn. Xin cha con tha tội suy giảm mẹ ơi xin mẹ dặn đau nắng đợi cho cha con về đây nhìn mắt nhau. Quyền Châu em, Quyền Châu. Ai, ai đây? Ô, chị Phan Minh. Chàng tha tội cho em. Không không, mình không có tội gì cả. Mình ôi đau đớn lần này sao không biết nữa. Bởi nghịch cảnh em mới vừa bước qua đường thầy quyền. Mình đánh lòng tay lên con đi thuyết cùng gian. Quyền cho em ôi vì nhiệm vụ tối cao em mới đành với cháu ra đi. Khi nào với em đoạn tâm dứt nghĩa ta. Giữa tình trạng của đôi ta có gì trọng đất quốc gia. Anh điện bảo thủ trang hạ còn em đi đất nước phù tan. Anh vẫn biết em đã tàn ngát thêm lòng. Nhưng phải cắt đứt mối chân tình để có quay về với bổn phận. Tội nào phải ở nơi em cố tâm làm cho lỗi nghiệp bản đồng. Hai ta đều là nạn nhân đồng thương khổ lị. Kiếp của đôi ta chỉ có thế thôi. Nhưng anh rất ân hận vì tham vọng của nhược hoàng. Đã nhẫn tâm kỳ nên quên nửa biên. Thì mong làm ba chủ núi trời Đông Á. Chiến cuộc ta lan tàn xui cho ai ta. Mới lâm vào trong cảnh ngộ quá cầu đau. Hãy subscribe cho
của cha mẹ ung túc tạo thành. Con hơi thở của mẹ hấp hối, linh hồn của mẹ sắp tử giả quái đời. Nhưng mẹ rất vui vẻ được lòng tha tội của cha con. Em rất thân quan làm tròn bổn phận người mẹ đối với con, như vậy là tâm hồn em được nhẹ nhàng. Thì nếu con lại đây cho mẹ đặt một cái hôn nồng nàn tâm tình mẫu thân, con tự giả con biết tháo minh, em xin chặt lấy tay anh để từ đây biết muôn đời mình. Mình chính vì